Và trong video lần này, Minh Phong sẽ giúp cho các anh em của chúng ta trở nên trong sáng này cũng như là tinh tế hơn khi build một chiếc PC. Và những linh kiện cần thiết khi build một chiếc PC này như thế nào thì mời anh em cùng xem hết video nhé. Còn bây giờ, xin chào mọi người đã quay trở lại với Hicom. Và nhân vật chính của chúng ta trong video lần này đó chính là chiếc PC Project Zero Y đến từ nhà MSI. Và sự trong trắng đầu tiên mà Minh Phong muốn nói đến chính là chiếc vỏ cây MSI Mark 3 Nano M100R Project Zero Y này, với thiết kế bắt mắt này, độc đáo, cùng với đó màu trắng bao quát cái vỏ cây nhìn rất là sang trọng. Và các cái góc cạnh này cũng như là đường nét khung máy thể hiện rõ ràng. Và bên cạnh đó là các cái khoang cho linh kiện máy bên trong, từ ổ cứng SSD cho đến là cái phần hỗ trợ decap này. Và bên ngoài vỏ cũng thế, được tối ưu hóa tạo nên cái sự khoảng trống nhiều và cũng như là gọn gàng và dễ nhìn. Và phần nội thất bên trong của vỏ cây MSI Mark 3 Nano M100R được thiết kế hiệu quả để tạo một khoảng không vừa đủ để cho các bạn có thể trang trí cũng như là sáng tạo tô điểm thêm cho không gian PC cũng như là làm việc của mình. Và có thể là trang trí bằng mô hình phía bên trong như Minh Phong đang trang trí, đó là một công việc này mọi người có thể thấy. Và cũng như là có thể thay đổi linh hoạt các cái trang trí phù hợp với cá tính riêng của mình. Và điều trong trắng thứ hai mà Minh Phong muốn nhắc đến đó chính là chiếc bo mạch chủ MSI B760M Project Zero. Và nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn thân thiện này, thiết kế thẩm mỹ cao hơn cho chiếc PC của mình. Và với cái việc phân chia các cái cổng kết nối, cùng với đó là nó sẽ tiết kiệm được cái hiệu quả và tạo cái sự không gian gọn gàng và nâng cao được hiệu suất tản nhiệt bên trong của chiếc PC. Và bên cạnh đó thì bo mạch chủ có đầy đủ tất cả các cổng kết nối cần thiết ở phía sau của chiếc PC này, và cũng như là các cái tính năng cao cấp khác. Và với thiết kế cũng như là hai linh kiện và hai cái độ trong sáng mà Minh Phong đã đưa ra ở đầu video, thì bây giờ Minh Phong sẽ đầu tư thêm cho chiếc CPU của mình mạnh hơn. Thì Minh Phong sẽ chọn cho CPU Intel Core i7-14700F. Và cái này là cái mẫu CPU vô cùng phù hợp với những dòng PC khủng cũng như là về cái dòng thiết kế đồ họa hay là chơi các tựa game AAA. Tại vì sao? Tại vì nó hiện đại với 20 nhân và 28 luồng. Và điều trong trắng tiếp theo mà Minh Phong muốn nhắc đến đó là chiếc cạp màn hình MSI RTX 4070 Super 12GB Gaming Slim White. Và dòng sản phẩm Gaming Slim White series này là phiên bản mỏng hơn nhưng mà nó vẫn giữ được cái hiệu năng cao này, cùng với đó là thiết kế màu trắng rất là ấn tượng cũng như là bắt mắt. Và cái sự trong trắng tiếp theo mà Minh Phong sẽ chọn đó là Minh Phong sẽ chọn RAM Desktop Kingston 40bit RGB White. Và Minh Phong sẽ chọn hai thanh, và mỗi thanh là 16GB và tổng cộng là 32GB mọi người có thể thấy này. Tiếp theo và Minh Phong sẽ chọn ổ cứng SSD MSI Spartium M450 500GB NVMe M2 2280 PCIe. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn tản nhiệt nước All-in-One MSI Mark Colliwitz E360Y. Và ở chính chiếc tản nhiệt nước này, chúng ta sẽ thấy là cái đế bằng đồng này cũng như là cái khu vực tiếp xúc có thể chủ động trao đổi nhiệt với các CPU thế hệ đời mới. Nhưng mà trong trắng quá thì cũng không hay, tại vì sao? Nó sẽ thiếu đi cái độ hấp dẫn cũng là thú vị đến từ anh em của chúng ta. Và chiếc PC mà Minh Phong đang build này nó cũng thế. Và chúng ta phải có một xíu đen tối gì đó. Mà nếu khi mà sử dụng cái đen tối này á, thì chúng ta sẽ có thể khởi động cái bộ PC trong trắng của mình, đó là chiếc nguồn MSI MAG A850GL này. Đấy, khi mà chúng ta lắp cái chiếc nguồn này vào thì cái linh kiện xung quanh của chiếc PC này nó sẽ che phủ đi hoàn toàn này, không thể thấy cái nguồn nữa. Và nhìn chung thì bao quát cái PC này toàn là màu trắng thôi. Và vừa rồi là tất tần tật những cái độ trong sáng mà Minh Phong muốn hướng dẫn cho anh em để build một cái chiếc PC như thế này đây. Còn bây giờ nhá, Minh Phong sẽ đi vào trải nghiệm game cũng như là đưa ra những cái nhìn cũng như so sánh chân thật nhất về chiếc PC này. Và đầu tiên thì Minh Phong bắt đầu sẽ test những cái tựa game đây. Đầu tiên là Assassin. Thì nhiệt độ ở cái chiếc cạc đồ họa là RTX 4070 Super thì Minh Phong luôn thấy là ở mức nhiệt độ ổn định là từ 42 đến 51 độ C. Đấy, sau một thời gian trải nghiệm này, Minh Phong chuyển sang một cái tựa game bắn súng khá là nặng khác. Nhưng mà cái mức tần số quét này cũng như là cái nhiệt độ nó luôn giữ ở mức ổn định này rất là mượt mà. Rồi và sau khi Minh Phong trải nghiệm cái tựa game Assassin bắn súng rồi, bây giờ Minh Phong sẽ chuyển sang một cái tựa game không kém phần nặng, đó là Cyberpunk. Đấy, khi mà Minh Phong đưa chiếc xe của mình sang trái sang phải thì cái hộp ảnh mà Minh Phong nhận được mượt mà lắm đây mọi người. Đấy, đấy cái đường drift này cho đến những cái tia khói hay những cái hiệu ứng trên màn ảnh này, chúng ta nhận được đều là mang đến cái cảm giác kiểu như thoải mái ánh nhìn này, cùng với đó là tạo cái sự thuận tiện khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc cạc đồ họa này cũng như là chiếc PC full trắng này. Khi mua Hicom MSI BZ Apollo i17 sẽ được mua màn hình gaming MSI G274F với giá ưu đãi đó là 1.499.000 đồng. Trong sáng có này, đen tối có này. Thì bây giờ Minh Phong sẽ thay đổi cái mức trong sáng này thành đen tối từ cái công việc này nhá. Đấy, rất là dễ dàng đúng không? Thế thì các bạn còn chần chừ gì mà không nhanh tay đăng ký cũng như là ấn chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom chứ.